Nhưng mà cũng lâu lâu lại phải giới thiệu lại một clip khác để cho các bác giới thiệu theo kiểu khác, không các bác cứ xem mãi. Đây là một chiếc ampli mini được đánh với công suất max 300W hoặc 300W. Thì sau đây Ba Tuấn sẽ đi vào chi tiết giới thiệu cho bác. Mức giá của em nó là 680.000. Trước là có một lô là 660.000, nhưng cái lô đấy nó giống hệt con này, nhưng nó lại con này đời sau nó lại khác hơn, nó có thêm chế độ ghi âm nữa nên nó thêm 20k bác nhé. Do đây mà Tuấn vào giới thiệu chi tiết cho bác này. Em tắt nhé. Nó đang chạy ở con âm ly này. Đây là con âm ly mini có đường kính chiều ngang, bác nhớ nhé, chiều ngang này của nó chỉ tầm khoảng độ 19cm thôi. Độ dày này nó tầm khoảng độ 5-7cm, chiều sâu này nó khoảng độ 16cm đấy. Con này có những chức năng này, cái thứ nhất là nghe nhạc
qua Bluetooth, bắt nhạc qua Bluetooth này không dây này. Cái thứ hai là có thể cắm nhạc qua USB này, hoặc là cắm nhạc qua thẻ nhớ này. Cái thứ ba là có radio FM AM nhé, có FM AM anten thì có này. Cái thứ tư nữa là các bác có thể cắm TV, điện thoại, máy tính, laptop vào đằng sau. Đây, đằng sau. Đằng sau, em quay đằng sau cho bác nhé. Đây, để bác nhìn đằng sau em đây. Đây, cái cổng để cắm TV, điện thoại, máy tính, laptop đây, cái cổng trắng xanh này để cắm cắm con dây vào đây. Và đặc biệt là con này lại có hai cổng để cắm, bốn cổng để cắm loa, tức là cắm được hai đôi loa. Ngoài ra nó chạy được ở điện 220 và điện 12V. Điện 220 và cái đặc biệt hơn nữa là nó lại chạy được trở kháng từ 4 đến 16 ohm. Do vậy các bác có thể lắp trên xe ô tô thoải mái nhé. Vì tất cả các loa ở trên xe ô tô đều chạy với trở kháng 4 ohm. Đấy. Ngoài những chức năng năng nó ra thì em còn giới thiệu thêm cho bác này. Con này có những chức năng này. Con này có volume to nhỏ này, có bass chép độc lập của nhạc này. Đặc biệt là có echo, echo reverb đấy. Echo để chỉnh cắm mic đây. Sau đây mà tôi sẽ cắm mic cho bác nhé. Em tôi sẽ cắm mic đây. Có hai cổng để cắm mic. Dòng này các bác có thể cắm mic để hát karaoke trên xe khách, xe con, xe giải trí, có nghĩa là tất cả xe các bác đi đi dã ngoại hoặc đi tổ chức xe đi du lịch đấy. Các bác cắm mic vào đây cho em. Cái đặc biệt là con này chống rú mic rất là tốt, chống rú mic tuyệt vời luôn, chống rú hai đường mic và có cổng mic to mic nhỏ. Và đặc biệt là con này có thêm cả chế độ ghi âm nhé, ghi âm nữa. Các bác có thể ghi âm, các bác chỉ cần cắm USB hoặc cắm thẻ nhớ vào đây, bác muốn ghi âm lại bác ấn chữ REC này này là nó sẽ ghi hết cái cuộc hành trình nói chuyện hoặc là hát hò của bác trong này luôn. Thì sau đây mà tôi sẽ bật nhé, bật âm đi lên này. Đấy, em đang đánh đây, em bật Bluetooth, em đang đánh ở trên đôi loa. Đôi loa The Bluetooth device is connected successfully. Em nói đi. Đấy, nó tự nhảy. Bác nhìn đi, cái mic này, bác nhìn đi. Dí ngay đây cách có 10 cm mà nó không rít thì tính tỏ là các bác hát trên trên xe thì nó mới đỡ ấy. Chứ còn nếu nó chống rú chống rít không tốt thì báo cáo các bác là xe của bác nhỏ. Cái mic như thế này nó rít thì thôi thôi nhé. Bác nhìn này. Được chưa? Cách loa 20 cm không rít, không rú. Được chưa? Em Tuấn hai thoải mái chưa? Cái hay ở chỗ đấy đấy bạn. Và có nhiều bác hỏi là ở thế hàng này ở đâu anh? Báo cáo bác đây là hàng của China, em nói luôn hàng China, và chỉ có hàng China thì nó mới có cái chất lượng như thế này. Chứ còn nếu mà với tầm tiền như vậy mà các bác mua hàng của những hãng khác làm, em đố không bao giờ đạt được cái hiệu quả như này nhé. Mặc dù là China nhưng mà cái công nghệ của họ rất là cao, không thể chê được. Với tầm tiền như này thì báo cáo các bác là không bao giờ chê được, em nói luôn mà không phải giấu giếm gì cả. À, sau đây mời Tuấn sẽ test nhạc và test karaoke cho bác đấy. Bác nhìn chưa, cái mic này, mic chạm loa này, em gõ mic chạm loa này mà không zip thì các bác nên yên tâm là khi các bác lắp ở phòng hát nhỏ gia đình hoặc là trên xe nó rất là tiện lợi cho bác để nó chống rú zip đấy, chứ không như xe ô tô của mình là loa khắp trần đúng không, trước sau trên dưới khắp nơi, nên là chính vì vậy mà cái chuyện chống rú zip nó phải đạt hiệu quả cao, đạt hiệu quả cao. Ok, thì con này nó làm được hết cho bác. Và cái đặc biệt là con này nó bốn bốn đôi loa lắp nên các bác có thể lắp chia thành bốn với bốn cánh. Ok rồi bác, đặc biệt là chạy điện 12V. Sau đây hoa tôi sẽ test một đoạn nhạc, sau đó chuyển sang karaoke. Và karaoke thì báo cáo các bác là em cũng chỉ chọn một số cái bài mà không bản quyền thôi, nên các bác thông cảm, cũng là tránh những trường hợp các bác có sao không đổi bài hát, nó đổi sang bài khác cái là cứ đăng bài lên cái nó cắt bản quyền, nó dựng tên là vậy phải xóa bài, bác thông cảm đấy. Chất lượng ok nhé, các bác tiếp tục vậy. Alo, đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
không thể chê được nhé. Ok rồi. Phát điện thoại nhé. Phát không dây, tắt tại điện thoại này, tắt mở tại điện thoại luôn này. Và có thể cho to nhỏ trên điện thoại luôn, điều khiển luôn. Thì báo cáo các bác là đấy, nó đánh đôi loa Prodeo 250W một loa trở 88 ohm. Vậy là tổng đôi loa này có công suất là 500W, được chưa? Mà Colony Mini thì mình vẫn đánh, nhà vẫn hát được. Thì sau đây mà tôi sẽ chuyển sang thử lời karaoke cho bác. Thông cảm vẫn phải chọn bài quen để tránh chứ. Tránh thôi, tránh bản quyền. Lên con này là tiêu thụ ít nhất tương đối. Các bạn thấy sao? Đấy, nó theo đây.